Ngày 1 tháng 12, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn quận 7 đã khai mạc Hội chợ Thương mại quốc tế lần thứ 20 tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Expo Hồ Chí Minh City 2022, Triển lãm sản phẩm công nghệ hỗ trợ Việt Nam 2022, Triển lãm quốc tế sản phẩm ngũ kim và dụng cụ cầm tay 2022. Chủ sự kiện do Bộ Công Thương, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinasat tổ chức. Bà Nguyễn Vân Nga, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam Bộ Công Thương cho biết, Việt Nam Expo là một chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại chuyên ngành xuyên suốt 20 năm qua, khẳng định sự quan trọng với doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Với sự tham gia của 520 doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, triển lãm sẽ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế tăng cường hợp tác, trao đổi, tiếp cận các sản phẩm và công nghệ mới. Đối với triển lãm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trưng bày sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, các sản phẩm phục vụ sản xuất công nghiệp hỗ trợ nhằm quảng bá năng lực cung ứng, đồng thời nâng cao năng lực tự chủ của ngành cơ khí trong nước. Triển lãm quốc tế sản phẩm ngũ kim và dụng cụ cầm tay là triển lãm chuyên ngành toàn diện duy nhất tại Việt Nam cả về dụng cụ, ngũ kim và sản phẩm gia công cơ khí trưng bày hơn 1.000 sản phẩm và thương hiệu nổi bật như Spear & Jackson, Minh Hòa, Nadiqua. Tại sự kiện, khách tham quan không thể bỏ qua khu trình diễn công nghệ robot cùng các hoạt động hội thảo, kết nối giao thương, tham quan nhà máy sản xuất.